không ý em nói nó nước gì sao anh be mà anh đổ cũng được, không cái be cái be anh hở cái đâu có được sẵn rồi. Không cái cây bê tông này nè, cái chỗ em vậy nè, cái chỗ em là nó khác. Là anh hiểu không, là giọng cười xuống xong rồi làm cái trụ, cái trụ xong cái đầu đổ ra anh trắng xuống mấy cái là anh bê tông đó là đã mình đổ xong mình trắng xuống bên trong của cột thôi. Không phải, nếu mà vậy ý em nói là như vậy mình đổ vậy cũng không được, mình đổ bê tông xuống anh hiểu không? Cái chỗ của em á, cái sông mà sông cạn á nha, chứ không phải sông sâu dày, là nó làm một cái nó tấn một cao su đúng, nó tấn hết trơn luôn. Lý em nói đó, anh mới đổ được như vậy, nó tấn hết, nó bơm hết trơn, vẫn có cần giống như Hà nói nãy, rồi xong rồi nó mới làm dĩ, rồi nó mới đổ lên được. Còn bình thường như vậy anh đổ vậy sao được? Làm dĩ nó khó lắm. Ý em nói vậy đó, cái chỗ em á là nó tấn cao su ngoài, nó tấn ra một khoảng rộng này hiểu không? Và nó bơm nước liên tục luôn. Tấn hận nha. Cứng. Anh biết không, cái vàng ngô cao su nó tắn mấy nó luôn á, nó vẫn xì, nó vẫn xì, nó mãi nó bốn mãi nó bơm một lượt mà anh mà không bơm liên tục cái hồ này vô nó gạ đúng rồi. Còn ý anh nói nãy anh đổ trực tiếp cái nước gì sao đâu được, được đâu. Không cho được cái đó mà hả, đổ cái máy nó chạy ra nó chạy chứ, cái máy này xuống nó hút một bát một lần tốc độ luôn. Thì đó đó, ý em nói là anh phải tấn ra một cái khoảng để chừa cái thằng này để đổ nè. Thì đúng nó rồi làm, nó làm đó nè, tôi hỏi cái này mà cái sông này rất là sâu nè, sao mà tắt nhưng đầu. Mà ở đây anh hiểu không, người ta không có làm kiểu vậy, ở đây ta chỉ đổ cọc, tôi yếu mấy cọc mày nào cọc đó không đổ luôn, không đổ được, ý là nó dậm xuống á, ví dụ như là cọc đó thì là nó nhắn, thì đúng rồi cô be nó nhắn xuống đó thì vậy được, cô be nó nhắn xuống ở đầu nó lú đầu cọc đúng rồi, xong rồi lấy đan tấn vô, còn cái đầu cọc là bắt đầu đổ cái đà vàng này rồi sâu sắc vô. Bình thường cái cọc vuông gì không, thì nếu mà ở trong á nó có hai cái rãnh thì miếng đan nó thọt giữa hai đó ý ông này nói vậy đó, đúng rồi, ông này dặn ép cọc trước, đúng rồi ép cọc trước mới lú đầu cọc mới đổ được, đúng rồi lấy cái be ép cọc. Đúng rồi rồi xong lấy sắt câu vô mới đổ được. Cái này là làm trong cái trường hợp mà cái sông sâu nè, còn nhưng mà mấy cái đoạn này nè anh biết sao không, còn có sắt câu vô trong nữa. Ồ cái này khác nữa ông ơi, cái này cái tôi ra tôi dòm thấy khác nữa rồi. Thì tôi nói đó, cái này là tấm đan mà. Cái đầu cọc lên thì khác nữa thì rồi. Thì nó hai cái cọc nè ha. Đúng ví rồi. Ví dụ như đây cây. Thì ở trong này là miếng đan nè. Rồi hiểu rồi, đó. Nếu mà bình nếu bình thường ở đây mà cắt ra miếng gì á, hoặc miếng đan chính giữa luôn, giữa hai cây cọc luôn. Là cứ đan nó chọc xuống dưới nó tắt lại thôi. Hiểu rồi. Cái này không phải làm giống của em. Giống như mình nẹp á anh hiểu. Đúng rồi, em thấy kìa. Mình cái này không? Nó không phải dạng đổ. Đúng rồi. Không phải. Đan nó đổ sẵn mà. Đúng mà tẩu vô. Đổ thì cọc vậy anh nói anh là cô be nó đóng cọc xuống. Đúng nè. Xong bắt đầu hai cây cọc vậy đúng không? Ừ. Bỏ miếng đan vô chính giữa. Ừ. Xong bắt đầu chừa đầu sắt lên đổ cái đà dằn. Rồi. Đó, đà dằn đầu này là cái này. Đây là dằn nè. Đúng rồi, nói cái này là nó chịu luôn. Cái đà dằn rồi. Rồi xong nó câu sắt lên nó gửi hết mấy cọc vậy luôn nè. Đúng rồi. Ờ nếu mình đổ kỳ công nó có sắt ở trong câu ra nữa. Đâu bây giờ nó làm cái bờ kè anh Hà ở cái dạng sông sâu á nha, mà anh làm cái dạng mình ẩn cấp á, là nó có cái cột mười mấy 20 mét ép xuống luôn, rạch giá kiên giang cả nhà, nó nói là liền gan luôn, nó mở thành tổ luôn, nhưng mà một cây cọc nó ép hơi tốn nè. Mấy anh đang bàn tính về cái vụ mà đổ bờ kè, là cái bờ kè là dạng mà ý nó là cao cấp á, cái sông sâu luôn, không cỡ nào. Đây là ghe máy bom. Địa chất là nó nhìn nó biết cái tốc nó là 3-15-20 km, nó có sẵn. Thôi đừng qua đây. Cái máy này bom để làm gì anh? Máy này để bơm cát á. Dạ, hút cát hả? Này là cái máy hút cát, cậu kia là máy hút nước. Dạ. Anh hút lên lấy cái dầu nước này mới xịt vô trong cát. Dạ. Nó mới lỏng chứ nó mới chảy ra, xong rồi lấy cái sùng này là cái đầu đó cái xà lan đó. Dạ. Thấy xà lan đó không? Rồi thấy đấy. Bỏ vô cái tàu đó xong bắt đầu lấy nước xịt vô cái đống cát cho nó chảy xuống. Dạ. Đống cát của ông Đan này nó nằm không nè. Cái này là nhỏ rồi. Ghê chạy đá mà nha. Không, cái này nhỏ của tư rồi chứ. Ở nhỏ. Cái này là cái bơm tổng lực hả? Cái này là cái bơm đẩy á. Bơm tổng lực vô hả? Đúng rồi, cái này là nó hút nước từ dưới sông. Xong. Xong qua mấy cái dòi đó. Rồi đẩy mấy ra. Mấy cái dòi đó, mấy mỗi người một cầm một dòi. Mà cái sức nó mạnh lắm, giống như cái dòi chữa cháy là không bằng á. Đúng rồi, nó đẩy cát vô được mà. Đúng rồi, nó xịt vô cái đống cát nó mới lõn ra, nó chảy theo nước. Thì thằng này hút. Thằng này bắt đầu hút lên đây, nó tấm vô mấy cái đường ống này nè.
không có đi được cây mấy số lần. Đúng rồi, em biết cái đường ống này mà nó đẩy đi được là nó cái máy nó giữ dần lắm. Khỏe rồi, nhưng mà thịt con người bay như luôn. Cái này nó bơm nước đấy nha. Đúng rồi, cái này nó bơm được cái máy, anh nghĩ đây nó hút nguyên ra cái này 168 mà nó chuyển ra có 360 đó. Đó là bắt đầu cái lượng nước nó ép lại. Nhưng mà khi cái đầu nhỏ nó còn có nhỏ này nữa. Sóc rạch giá mấy ghe chạy đã rồi. Cái tàu này là bom hút cát đó, bom lên xà lan đó. Đây đó, nó bom dẫn lên cho vậy đó, xà lan. Ừ. Xà lan chờ. Đúng rồi, mà giờ em không có làm ở đây nữa, em ở trên Sài Gòn. Ngày xưa là em lấy xe trong bưu điện á. Dạ, giờ anh nghĩ bom đi giao thương á. À, cái giống như anh kể cái gì